Chào các bạn, trong đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 4 sau câu vấn đề lớp 12 trang 79. Đề bài hỏi như sau. Một mạch điện xoay chiều gồm có điện trở bằng 20 ohm nối tiếp với tụ điện, có điện dung C bằng 1/2000 farad. Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời I, biết U bằng 60 canai cốt 100 bt, đơn vị là volt. Để giải được bài tập này thì cô đã vẽ mạch. Tóm tắt lại đều với các bạn như sau. Mạch gồm R bằng 20 ohm nối tiếp với C bằng 1/2000 pi farad. Tìm biểu thức cường độ dòng điện tức thời I khi biết U bằng 60 căn 2 cốt 100 bt, đơn vị là vôn. Mạch của cô gồm R nối tiếp với C. Để giải được bài tập này, các bạn cần nhớ đến công thức tính tổng trở và nhớ đến biểu thức định luật ohm. Cô cùng với các bạn tìm các đại lượng ZC, tổng trở Z, cường độ hiệu dụng Y, độ lệch pha, tan phi. Và như vậy chúng ta có thể biết ra được biểu thức của Y. Đầu tiên cô có ZC dung kháng bằng 1 trên omega C và được tính bằng 1 trên omega là 100 bi, nhân với C là 1 trên 2000 bi. Cô có kết quả bằng 20 ohm. Các bạn sử dụng máy tính và kiểm tra cùng cô. Tiếp theo, cô có tổng trở Z. Ở đây chỉ có R và C, như vậy nó sẽ được tính bằng R bình cộng ZC bình, bởi vì chúng vuông góc với nhau. Chúng nó sẽ có bằng căn của 20 bình cộng 20 bình và bằng 20 căn 2 ohm. Có Z chúng ta sẽ tìm ra được giá trị Y hữu dụng bằng U chia cho Z. Bắt U của cô thì bằng 60 căn 2 chia cho căn 2, chúng ta sẽ được bằng 60 chia cho 20 căn 2. Cô sẽ được tính bằng 3 trên căn 2 ampe. Từ đây cô có thể chia ra giá trị Y không để viết biểu thức và bằng 3 ampe. Hoặc các bạn có thể tính luôn Y không dựa vào U không và Z. Tiếp theo chúng ta có tan phi. Tan phi của kem bình thường sẽ bằng ZL trừ ZC trên R. Ở đây chúng ta chỉ có ZC với R, như vậy tan phi sẽ được tính bằng trừ ZC trên R và bằng trừ 1. Như vậy, chia ra phi bằng trừ pi trên 4. Ở đây trừ 20 chia 20 sẽ bằng trừ 1. Và máy tính cũng thu được phi bằng pi trừ pi trên 4. Như vậy, phi này bằng phi u trừ phi y sẽ sớm vào hơn u một góc pi trên 4. Từ đây cô suy ra phương trình của y. Chúng ta có y không là 3 cos 100 bt cộng pi trên 4, đơn vị là ampe. Như vậy bài tập số 4 đến đây là kết thúc.